Xin giới thiệu với các bạn cái hệ thống lái đôi. Cái này nó rất là phù hợp cho những bạn làm xe mà chiều rộng dưới 80 cm, từ 80 trở xuống. Thì đối với cái hệ thống lái mà sử dụng thước lái hai đầu ấy thì là nó sẽ không phù hợp. Thì các bạn phải sử dụng cái thước lái một đầu cộng với một cái cây giằng ngang như thế này. Cái hệ thống lái này thì nó phù hợp cho mọi loại khoảng cách và dài ngắn đều dùng chung được cái loại này. Tuy nhiên thì đối với những cái hệ thống lái mà sử dụng thước lái có hai đầu ấy thì những cái cầu dưới 80 là không sử dụng được. Vì vậy mình làm cái video này để cho khách hàng xem và có cái lựa chọn và cái hình dung nữa khi các bạn mua cái hệ thống lái cho nó phù hợp. Đấy, thì cái thước lái này gọi là cái hệ thống lái như thế này gọi là hệ thống lái đôi nhá. Đấy, còn cái thước lái mà nó sử dụng thước lái hai đầu ấy thì gọi là hệ thống lái đôi. Đây, cái thước lái mà nó rằng là hai đầu này được nối với cái cây rô tin như thế này và ăn thẳng vào cầu thì gọi là hệ thống lái đơn. Thì bởi vì nó giới hạn cái khoảng cách này là nó dài cộng với hai khẩu lối cái nữa, cho nên là đối với những cái cầu khoảng 90 cm trở lên thì mới áp dụng được, và càng dài thì càng lái chuẩn hơn. Thường thường thì mình khuyến cáo các bạn là từ 90 cm trở xuống thì các bạn phải dùng cái này, và từ 80 cm thì buộc phải dùng cái này nhé, không thể dùng cái này được nữa. Còn từ 90 trở lên thì vẫn có thể dùng được cái này. Đấy, từ 80 trở xuống thì buộc phải dùng cái này nhé. Đấy, đây là hai cái hệ thống lái mà đối với những cái cầu trước ấy thì các bạn có thể sử dụng cái hệ thống lái như thế này là hợp nhất với những cái cầu ngắn và nhỏ. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình cái vấn đề đấy. Ở đây là một cái bộ cầu trước, Meyer cầu trước thẳng. Đây là Meyer cầu trước thẳng. Thì các bạn mua về các bạn chỉ cần hàn cái ống lối từ bên này qua bên này, dài rộng này theo khổ xe. Và các bạn lưu ý một vấn đề nữa là cái ốc này là phải ở phía phiên trên. Cái rô tin này sẽ phải mổ cắm xuống dưới như thế này nó mới đúng kỹ thuật các bạn nhé. Đấy, thì tất cả là như thế, để các lưu ý luôn cho các bạn lắp đặt. Còn cách hàn ống và căn chỉnh như cho nó chuẩn thì mình có một cái video mình đã giới thiệu cho các bạn xem rồi đấy. Các bạn có thể xem lại hoặc các bạn comment để mình gửi cái đường link, hoặc các bạn có thể xem ngay cái đường link hàn cầu trước như nào cho nó dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.